trời. Lớn lên em muốn làm gì? Đậu đậu. Các bạn ơi, hình như Đậu Đậu đang nằm mơ hay sao nhỉ? Đậu đậu. Đậu đói bụng à? Chiếc hộp thần kỳ lại rung lên rồi. Để xem có giúp gì được Đậu Đậu không nhá. Đậu Đậu, đố Đậu Đậu biết bộ đồ này là của nghề gì nào? Cái này dùng để hót rác á? Không phải đâu Đậu Đậu. Đậu Đậu, cũng không thể trở thành ảo thuật gia với chiếc mũ này được đâu. Đậu Đậu, cố gắng lên nào, một lần nữa thôi. Đúng rồi đấy Đậu Đậu ạ. Bộ đồ này chính là của nghề đầu bếp. Đậu Đậu, chờ chú với. Áo đầu bếp được cấu tạo bằng hai lớp vải dày dặn để bảo vệ người đầu bếp khỏi khói, lửa và dầu mỡ trong lúc chế biến món ăn. Áo đầu bếp thường có màu trắng cũng giúp khách hàng tin cậy hơn về sự sạch sẽ của món ăn. Thế còn chiếc mũ này thì sao? Sao đầu bếp lại cứ phải đội mũ nhỉ? Mũ này sẽ giữ cho tóc của đầu bếp không bị rơi vào món ăn.
tạp dề giúp ngăn dầu mỡ, đồ ăn bắn vào quần áo trong quá trình chế biến. Sao không? Thôi nào, Đậu Đậu. Tôi không sao đâu. Đậu Đậu biết lỗi là được rồi. Nhưng mà lần sau nhớ cẩn thận hơn nhá. Đậu Đậu, lên đây nào. Chắc là do hạt tiêu cay quá Đậu Đậu ạ. Đậu Đậu, xin mời Đậu Đậu dùng món cầu vồng trong rừng. Đậu Đậu, Đậu Đậu chờ thức ăn nguội một chút thì mới ăn, không thì sẽ bị bỏng đấy. Thế nào, Đậu Đậu thấy có ngon không? Đậu Đậu có muốn trở thành đầu bếp để làm thật nhiều món ăn ngon cho mọi người không? Đậu Đậu, chờ chú với, chờ chú với. Nào, bây giờ trợ tá đắc lực của tôi mang món ăn ra cho khách nào. Wow, trông chú đầu bếp kia thật chuyên nghiệp. Mà chiếc áo của chú không phải màu trắng kìa. Thì ra bây giờ trang phục đầu bếp có thể sử dụng nhiều màu khác nhau. Lớn lên con muốn làm đầu bếp. Lớn lên con muốn làm đầu bếp. Lớn lên con muốn làm đầu bếp. Đầu bếp nấu ăn cho mọi người. Con nấu những con cá to lắm. Để cắt. Rồi con cho vào. Rồi con nấu canh cho mọi người ăn. Trông các bạn nhỏ nấu nướng vui vẻ không kìa. Thế nên rất nhiều bạn mơ ước lớn lên sẽ trở thành đầu bếp. Thế nào Đậu Đậu? Hôm nay vào bếp thích không? Vậy thì các bạn nhỏ ơi, mỗi khi mẹ vào bếp, chúng mình có thể giúp đỡ mẹ bằng cách nhặt rau này, hay là rửa trái cây này. Như thế thì mẹ cũng đỡ mệt hơn, mà lại còn vui nữa. Các bạn nhớ nhá. Chiếc hộp thần kỳ lại rung lên rồi. Ôi, vậy là đến lúc chúng ta phải tạm biệt bộ đồ đầu bếp này rồi. Thank you.
bạn ơi, tối nay các bạn thích ăn gì? Hãy cùng tạm biệt nhau để vào bếp thôi nào!